Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Xá xác định công tác cộng đồng nhân đạo là hết sức quan trọng, cái mục đích là không để ai bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, chúng tôi đã giao cho Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trực tiếp là lấy Hội chữ thập đỏ làm nòng cốt. Thế và dưới chi bộ thì đồng chí bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng hàng năm là giúp đỡ được rất nhiều những hoàn cảnh éo le. Là địa phương được tỉnh Phú Thọ lựa chọn làm mô hình điểm xây dựng cộng đồng nhân ái vào năm 2023, chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Phú Thọ đạt danh hiệu cộng đồng nhân ái. Các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn xã có bước phát triển vượt bậc, đi vào thực chất, quy củ, bài bản và ngày càng sâu rộng hơn. Phong trào người tốt việc thiện chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái và những hành động đẹp trong cộng đồng ngày càng được nhân rộng và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương Cao Xá ngày một giàu đẹp và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối khu 5 xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ngoài những tiếng quát mắng lúc tỉnh, lúc mê của người em khuyết tật và những giọt nước mắt thầm lặng của bà Vinh, người dân quanh đây dường như chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười. Ở cái tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, người phụ nữ này vẫn phải từng ngày, từng giờ chăm sóc của em trai của mình từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi không đi lấy chồng, tôi ở lại, tôi nuôi mẹ. Mẹ chết đi, tôi lại nên nuôi em. Ông ấy nữa, được tiền trợ cấp của ông thì không được bao nhiêu, có 270. Tôi đi làm rau, tôi đi chợ, bán được tiền thì là về mua ăn đấy. Các đồng chí đến đây thì biết hoàn cảnh gia đình tôi, hỗ trợ cho tôi được phần nào vơi bớt thì. Hy sinh cuộc sống riêng, bà Vinh chỉ có một mong muốn là có đủ cơm ăn, áo mặc thường ngày. Thấu hiểu nỗi lo của bà, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Cao Xá thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cho hai chị em bà. Thông qua những buổi thăm hỏi như thế này, các cấp ban ngành tại địa phương có thể nắm bắt được những khó khăn của gia đình, từ đó có những chương trình hành động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của gia đình. Cũng nhờ đó, công tác tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn. Từng đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, góp phần tích cực để xây dựng một cộng đồng nhân ái đúng nghĩa. Có những cái địa chỉ của những người bất hạnh ở trong khu dân cư thì chi bộ khu dân cư là thành lập các tổ để vận động tuyên truyền tới các mạnh thường quân ở trong khu dân cư. Thế từ đó thì vận động các mạnh thường quân này ủng hộ về tinh thần, vật chất. Thế và là một đảng viên trong chi bộ với cái trách nhiệm của mình phải gương mẫu tham gia và thực hiện cái cộng đồng nhân ái này để tuyên truyền, để vận động. Và đặc biệt là mình cũng phải là người ủng hộ trước tiên để cho mọi quần chúng và đảng viên người ta nói theo. Nếu làm được cái này mà rộng ra thì nó rất có ý nghĩa, bởi vì là nó khơi dậy cái tình làng nghĩa xóm, hay là nó thể hiện được cái sự đoàn kết, và nó thể hiện được cái truyền thống văn hóa của làng là tối lửa tắt đèn có nhau. Chi bộ khu 5 là chi bộ nông thôn thuộc Đảng bộ xã Cao Xá với 64 đảng viên. Xác định xây dựng cộng đồng nhân ái là cách để có thể xây dựng được một cầu nối thực sự giữa các mạnh thường quân có điều kiện về kinh tế, giúp đỡ cho những người bất hạnh, yếu thế. Chi ủy chi bộ và các đảng viên đã thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình thực tế của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó sẻ chia, trợ giúp, tiếp thêm động lực và niềm tin để các gia đình khó khăn vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Được xây dựng cộng đồng nhân ái có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những người dân là luôn luôn có sự đóng góp, sự cống hiến, sự giúp đỡ với cái tình cảm và trách nhiệm để làm cho cái cuộc sống của nhân dân ngày càng có ý nghĩa hơn, cuộc sống nó tươi đẹp hơn, mà đặc biệt là đối với khu dân cư, để cho mỗi người đang tin tưởng và thực hiện cái cộng đồng nhân ái sẽ lan tỏa sâu rộng tới toàn thể trong cộng đồng khu dân cư, mà có thể còn lan tỏa ra phía bên ngoài để tạo một xây dựng một cộng đồng khu dân cư thân thiện và có hiệu quả. Cán bộ đảng viên rất gương mẫu, đi đầu động viên tuyên truyền và nó thể hiện bằng hành động cụ thể những việc làm thiết thực. Đây là một buổi cấp phát thuốc miễn phí dành cho đối tượng là người cao tuổi có độ tuổi trên 70, được chi bộ khu 9 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và Hội chữ thập đỏ xã Cao Xá triển khai thực hiện.
Không chỉ được cấp phát thuốc miễn phí, những người cao tuổi ở nơi đây còn được kiểm tra tình hình sức khỏe và được các y bác sĩ của trạm y tế xã Cao Xá tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe cần thiết. Đây là một cái việc làm, một cái chương trình hết sức có ý nghĩa, nhân văn. Mặc dù là về vật chất thì không lớn, nhưng nó mang lại một cái hiệu ứng về tinh thần đối với các cụ người cao tuổi của chúng tôi là rất lớn. Ngoài cái sự chăm lo của gia đình, của con, của cháu, còn có sự chăm lo của cộng đồng, xã hội và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với người cao tuổi chúng tôi. Và cũng là một động lực để thúc đẩy các cụ vượt qua tất cả để sống vui, sống khỏe với con, với cháu và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Khi được cấp phát thế này là nói chung là tinh thần là rất phấn khởi. Thế mà hai nữa là được sự quan tâm của cấp trên là hàng năm, hàng tháng thì là những cái tháng hành động là nói chung là chúng tôi đều có những cái chế độ cộng đồng. Có gì thì bản thân chúng tôi là những người dân thì chúng tôi cũng rất là tán thành, đóng góp và ủng hộ để phong trào, mọi phong trào nó đều tiến lên. Bên cạnh việc thường xuyên chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần của những người yếu thế, thời gian qua, chi ủy khu 9 cùng các cấp ban, ngành và hội chữ thập đỏ xã Cao Xá đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ, san sẻ yêu thương, sưởi ấm những mảnh đời khó khăn trên địa bàn, thực hiện chương trình những địa chỉ nhân ái bằng sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ đó, hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của khu giảm từ 2 đến 5%. Ngay từ năm 2022, khi bắt đầu thực hiện mục tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu 9 đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo. Đến năm 2023, chỉ còn 2 hộ cận nghèo và dự kiến đến hết năm 2024 sẽ không còn hộ cận nghèo. Công tác nhân đạo từ thiện là cấp ủy chi bộ luôn đặt lên hàng đầu. Và hàng năm thì cũng có cái chương trình làm việc giao cho các đoàn thể, giả dụ như là ban công tác mặt trận, hội chữ thập đỏ, rồi chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ đồng loạt tham gia trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đối với các cái hoàn cảnh gia đình có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo hoặc là có những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn. Rất ý nghĩa bởi vì cái này là nó giáo dục cho rất nhiều thế hệ, chứ không phải là riêng gì chỉ có người già hoặc là người yếu thế trong xã hội, mà ở đây là để thể hiện cái vai trò trách nhiệm cộng đồng với những người đó, mà để cho họ được hòa nhập với cuộc sống. Và với cái phương châm của cấp ủy chi bộ và cũng như là của địa phương của chúng tôi là không có ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, chính quyền và hội chữ thập đỏ xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã trao tặng hàng trăm suất quà với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ các hộ cận nghèo xây dựng nhà ở, vận động trao đổi kinh phí hỗ trợ tới 14 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Yếu tố quan trọng nhất của chúng tôi là cũng là công tác tuyên truyền và cũng phải đi sát với lại thực tế, tức là cũng phải đi vận động các nhà hảo tâm và những nhà mà hoặc là các doanh nghiệp cũng như phối kết hợp với các nhà trường để còn tìm ra các địa chỉ và cũng như là tìm ra những phương pháp nào đấy để hướng tới cho các gia đình khó khăn đấy thì có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xây dựng cộng đồng nhân ái, đây là một việc là rất là tốt. Nó không những là giúp được đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà nó còn lan tỏa được cho các cấp ủy đảng và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là nhân dân là người ta rất ghi nhận. Năm 2024, Cao Xá được Chủ tịch Ủy ban tỉnh là công nhận xã đi đầu công tác là nhân đạo. Thế và để duy trì và làm tốt hơn về công tác này thì Đảng ủy phải tiếp tục là giao cho các ban ngành đoàn thể, trực tiếp là Hội chữ thập đỏ sẽ triển khai theo quý tìm những nhà hảo tâm để tạo điều kiện giúp đỡ cho các trường hợp có mảnh đời bất hạnh. Và tất cả các trường hợp thì chúng tôi đều là yêu cầu là phải bàn bạc, dân chủ, khách quan, là tránh là bỏ sót và tránh nhầm đối tượng. Xây dựng cộng đồng nhân ái tại Đảng bộ xã Cao Xá cho thấy đây chính là giải pháp thiết thực và hiệu quả để củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và danh hiệu cộng đồng nhân ái là thành quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân ở nơi đây.